Thưa quý vị khán giả, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản của thành phố Bắc Cạn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Năm nay là năm cuối thực hiện nguồn vốn này. Chính vì vậy, thành phố Bắc Cạn cần có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nếu không nguy cơ mất vốn hoặc điều chuyển cho những dự án khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Cầu Nạm Cắt là một trong bốn công trình thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc. Theo nhà thầu là Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Mê Linh, đến hết năm 2019, cầu Nạm Cắt đã hoàn thành gần 90% khối lượng. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng của một hộ gia đình, công trình đã phải tạm dừng thi công. Sau nhiều lần đối thoại, đến nay hộ gia đình ở đây đã đồng ý phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo kế hoạch, công trình này đã phải hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2018. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, đặc biệt là những khó khăn về giải phóng mặt bằng, công trình đã phải gia hạn về tiến độ 2 lần và hạn cuối là năm 2020. Với tiến độ như hiện nay thì đây là chỉ tiêu khả quan khi những vướng mắc về giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Thì công ty lúc nào cũng phục vụ là cơ bản là đẩy tiến độ để cho nó kịp thời gian, và trong 2020 là hợp đồng đã ký lần thứ 3 nên là gia hạn hợp đồng lần thứ 3 thì là công ty cố gắng phấn đấu là trong xong trước thời hạn hợp đồng là 3 tháng 4 tháng thì là trong tháng 8 đẩy nhanh tiến độ. Công ty đã phục vụ đầy đủ máy móc để cố gắng thi công xong sớm nhất trong mọi thời gian có thể. Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng chính là nút thắt ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các công trình dự án, đặc biệt là trong khu vực đô thị đông dân cư. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Bắc Cạn, đến nay việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là 4 công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Đến thời điểm này, nguồn vốn được cấp phát cho dự án là hơn 123 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, việc giải ngân cũng chỉ đạt hơn 13%. Do là năm cuối của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Vì vậy, nếu không giải ngân hết, nguy cơ cắt vốn hoặc điều chuyển cho dự án khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Đang tham mưu cho thành phố là giải quyết các cái vướng mắc tồn tại và đẩy nhanh tiến độ. Từ nay đến tháng 8 là sẽ hoàn thành hai cái hạng mục, đó là hạng mục cầu Nạm Cắt và hạng mục khu tái định cư để bàn giao đưa vào sử dụng. Còn đối với hạng mục đường Tây Minh Khai và đường tổ 11 Đức Xuân đi tổ 11 Chí Kiến ấy, thì cũng phải phấn đấu là hoàn thành trong năm nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn, kế hoạch vốn ODA được giao trong năm 2020 là hơn 182 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp phát từ ngân sách trung ương là 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt 7,4% kế hoạch. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân được xác định là do nguồn vốn mới được tiếp nhận chậm. Ngoài ra, dự án phân bổ vốn không đồng đều cho các năm, đặc biệt là trong năm 2020, năm cuối của dự án được giao nhiều hơn so với nhu cầu thực tế tiếp nhận. Để tháo gỡ khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, điều chỉnh hiệp định vay, đồng thời đề xuất Bộ Tài chính xem xét cho phép được giảm kế hoạch vốn năm 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 trong trường hợp được gia hạn hiệp định để tiếp tục thực hiện dự án. Đối với cái phần vốn còn lại mà hiện nay trong năm 20 chưa thể thực hiện được thì thành phố thời điểm này đang phối hợp báo cáo tỉnh, đang trình tỉnh để thẩm định chủ trương đầu tư, và thành phố cũng đã chủ động làm việc với lại Bộ Quy hoạch Đầu tư để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại chủ trương đầu tư. Và liên quan đến nguồn vốn chưa thực hiện hết năm 2020, đây là cái nguồn hết sức quan trọng để nâng cao cái công tác là xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng, đảm bảo thành phố ngày càng phát triển. Vì vậy thì về phía thành phố sẽ bám sát với các bộ ngành của Trung ương và Ngân hàng Thế giới để đảm bảo nguồn vốn ODA được phép kéo dài và thực hiện hết cái phần công trình mà thành phố đã đăng ký với tỉnh, với Trung ương để đảm bảo phát huy nguồn vốn. Thực hiện luật đầu tư công một thuận lợi với rất nhiều dự án, công trình xây dựng cơ bản hiện nay, đó là các nhà thầu không lo về nguồn vốn. Vấn đề quan trọng là các nhà thầu phải thực sự có năng lực, đồng thời chủ đầu tư cũng phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, các công trình thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu cũng phải thực sự quyết tâm đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.